Trận đấu giữa đội tuyển nữ Nhật Bản và Tây Ban Nha đã diễn ra vô cùng hấp dẫn tại sân Wellington. Cả hai đội đều đã sớm giành vé vào vòng đấu tiếp theo, đồng thời chứng tỏ sức mạnh và khát vọng đi tiếp của mình. Phía đội tuyển nữ Nhật Bản, huấn luyện viên Futoshi Ikeda thực hiện 5 sự thay đổi so với trận đấu gần nhất gặp đội tuyển nữ Costa Rica. Ở hàng hậu vệ, Hana Takahashi thay thế vị trí của Shiroi Miyake. Fuka Nagano, Jun Endo, Hinata Miyazawa ra sân ngay từ đầu ở tuyến giữa. Trên hàng tấn công, Riko Ueki cũng được tin dùng. Về phần đội tuyển nữ Tây Ban Nha, huấn luyện viên Jorge Valla cũng để Rocío Gálvez thay thế Ivana Andrić ở vị trí trung vệ. Với việc được đánh giá cao hơn, đội tuyển nữ Tây Ban Nha liên tục kiểm soát bóng và tạo nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, lưới của họ đã rung lên khi đại diện của châu Á ghi bàn mở tỷ số ở phút 12. Từ một pha dàn xếp tấn công nhanh bên cánh trái, Jun Endo tung đường truyền đẹp mắt đến Hinata Miyazawa. Và cô ấy nhẹ nhàng sửa bóng vào góc gần, mở tỷ số cho trận đấu. Đến phút 29, Riko Ueki tiếp tục khiến các khán đài nổ tung khi thực hiện cú sút mạnh từ ngoài vòng cấm. Bóng chạm nhẹ Paredes khiến thủ thành Rodriguez bất lực, nhân đôi cách biệt cho đội tuyển nữ Nhật Bản. Trước khi hiệp 1 khép lại, tỷ số đã được nâng lên thành 3-0 cho đại diện của châu Á. Phút 40, từ một pha phản công nhanh, Hinata Miyazawa nhận bóng từ Ueki Riko và tung ra cú sút đẳng cấp, hoàn tất cú đúp của mình trong trận đấu này. Sang hiệp 2, đoàn quân của huấn luyện viên Futoshi Ikeda tiếp tục triển khai lối đá phòng ngự phản công hiệu quả. Dù đội tuyển nữ Tây Ban Nha nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3, không nghiêng về đội tuyển nữ Nhật Bản, xác định vị trí tiếp theo của họ vào vòng đấu tiếp theo của giải đấu. Đây là một chiến thắng đầy ấn tượng của đội tuyển nữ Nhật Bản, khẳng định sự uyển chuyển và sức mạnh cạnh tranh của họ tại World Cup nữ.